Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt thí điểm mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Thực tế cho thấy mô hình này đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Rõ nhất vẫn là sự chuyển biến nhận thức và kỹ năng ứng phó với sự cố của người dân. Câu chuyện sau đây sẽ là một minh chứng về tính thiết thực của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Bà Trương Thị Tư năm nay ngoài 75 tuổi, sống cùng với chị gái đã 80 tuổi, không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng lửa bốc cháy dữ dội từ căn bếp vào tối ngày 8 tháng 4 vừa qua. Do bất cẩn trong lúc nấu ăn, bà Tư quên tắt bếp ga, dẫn đến cháy và lan rộng cả khu bếp. Trong lúc hoảng loạn, bà đã nhấn chuông báo cháy từ hệ thống tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của khu dân cư. Nhờ đó, gia đình bà thoát khỏi phen kinh hoàng. Rất là lo lắng mà lắc là cũng may mắn là nhờ những hàng xóm. Mà may mắn thứ nhất là nhờ cái mô hình để ra sớm, ra đời sớm. Chứ nếu không có tôi không biết nhà tôi sẽ xảy ra cái gì. Tổ liên gia về cái phòng cháy chữa cháy này tôi thấy nó rất hiệu quả, nó rất tốt. Những khi mà người ta xung quanh nó là báo động lên là tất cả người dân đều ùa ra. Nhận được báo động, người dân xung quanh khu xóm nhanh chóng có mặt hỗ trợ dập lửa. Từ phụ nữ đến thanh niên, mỗi người một việc, người thì hỗ trợ sơ cứu, đưa người già ra khỏi đám cháy, người thì tập trung chữa cháy. Kết quả, đám cháy được dập tắt, không để lại hậu quả nặng nề. Được biết, cũng trong sáng ngày 8 tháng 4, phường Thanh Khê Đông ra mắt mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Đến tối ngày 8 tháng 4 thì xảy ra cháy, nên những kỹ năng phòng cháy chữa cháy đã được tập huấn trước đó, được các thành viên trong tổ thực hiện một cách thuần thục. Mình thấy rằng cái lực lượng tại chỗ là rất là quan trọng, vì nó sẽ dập tắt được ngay lập tức. Chứ còn thực tế là nếu mà chờ được đội phòng cháy chữa cháy tới, mà nếu mà người dân không có kỹ năng, không biết cách bảo vệ mình thì cái hậu quả để lại rất là lớn. Thời điểm vàng của việc chữa cháy và thời điểm ban đầu là bà con cái đã nắm bắt được cái thời điểm đó là vận động, huy động tối đa lực lượng tại chỗ và sử dụng các phương tiện tại chỗ. Một tín hiệu tích cực là ngày càng có nhiều tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng được ra mắt. Bước vào mùa cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, thì mô hình sẽ là giải pháp ngăn chặn từ sớm từ xa và có hiệu quả đám cháy khi còn nhen nhóm.